Trần Nghệ Tông sinh ngày 20 tháng 12 năm 1321, mất ngày 6 tháng 1 năm 1395, tên Húy là Trần Phủ, xương hiệu Nghệ Hoàng, là vị hoàng đế thứ 9 của nhà Trần nước Đại Việt. Là con trai thứ 3 của Trần Minh Tông, mẹ là Minh Từ Quý Phi Lê Thị. Ông là em của Trần Hiến Tông và là anh của Trần Dụ Tông, Trần Duệ Tông. Ông giữ ngôi 2 năm từ năm 1370 đến năm 1372, ở ngôi Thái Thượng Hoàng hơn 20 năm từ năm 1372 đến năm 1394. Do trọng dụng ngoại thích Lê Quý Ly, ông đã tạo cho Quý Ly cơ hội phát triển thế lực tiến đến giành ngôi nhà Trần sau khi ông qua đời. Sử sách ghi chép lại năm 1332, Hoàng tử Trần Phủ 11 tuổi theo hầu Thượng Hoàng tại Cung Trùng Quang, Phủ Thiên Trường. Hôm ấy trời mưa rất to, Trần Phủ chế tác một bài thơ, An Đắc Tráng Sĩ Lực Cái Thế, Khả Ngự Đại Ốc Chi Đổi Phong. Dịch nghĩa là sao được tráng sĩ sức hơn đời, chống đỡ nhà to khi gió mạnh. Nghe xong, Thượng Hoàng ban thưởng Trần Phủ 10 lạng vàng. Năm 1338, vua Hiến Tông phong Trần Phủ chức phiêu kỵ thượng tướng quân, trấn thủ trấn Tuyên Quang. Năm 1341, Trần Hiến Tông mất. Thượng Hoàng lập con thứ 10 là Trần Hạo lên thay tức vua Trần Dũ Tông. Năm 1353, Dụ Tông phong anh là Trần Phủ làm hữu tướng quốc. Năm 1367, vua Trần Dụ Tông phong Trần Phủ chức tả tướng quốc, gia phong làm cung định đại vương. Trong sách Nam ông Mộng Lục ra đời năm 1442, qua nhà minh gốc việt là hồ nguyên trừng có khen ngợi đức độ của trần phủ như sau cung định vương trung tín thành thực thờ vua thờ cha chu đáo đến từng chân tơ sợi tóc không ai chê trách giao tiếp không thân không sơ chính sự không chê không khen minh vương qua đời để tang ba năm mắt không giáo lệ trừ phục quần áo không màu mè ăn uống không cầu ngon quả mũng cá heo là chân vị phương nam từ đấy tuyệt nhiên không tối miệng thờ dụ vương hơn 10 năm năm 1369, nghìn vua em Trần Dũ Tông mất ở tuổi 33. Khi ấy vua nhà Minh Trung Quốc là Trung Nguyên Trương Sa Nhu Lượng và Trương Dĩ Ninh đến Đại Việt để trao ấn bạc mạ vàng có khắc hình lạc đà. Đoàn sứ nhà Minh tới Đại Việt khoảng tháng 11 năm 1369 thì hay tin Dũ Tông đã chết nên hoãn việc phong vương. Trương Dĩ Ninh sau đó bị bệnh mất, còn như Lượng thì khi trở về Trung Quốc, hữu tướng quốc cung định đại vương Trần Phủ có ngâm bài thơ tiễn khách như sau. An Nam tể tướng bất năng thi, không bá trả Âu tống khách quỷ. Viên tản sơn thanh, lô thủy bích tùy phong trực nhập ngũ vân phi dịch nghĩa an nam tể tướng chẳng thơ hay chỉ có bình trả tiễn khách đây viên tản non xanh lô nước biếc xin bay theo gió tới năm mây nghe vậy sứ minh xét đoán cung định đại vương có số làm vua sau quả nhiên như vậy dù tông chết không có con nối các quan bàn nhau rằng cung định vương phủ là người rất hiền nhưng anh không lẽ lại kế tự em cuối cùng mẹ ruột dụ, dụ tông là hiến tử hoàng thái hậu đứng ra chọn người kế vị Bà chọn con trai người con lớn của bà là cung túc vương Trần Nguyên Dục, tên là Trần Nhật Lễ. Theo sử sách, Nhật Lễ vốn không phải là tông thất nhà Trần mà mẹ Lễ là Đào Hát, vợ của kép hát Dương Khương. thì đã mang thai Lễ trước khi làm thiếp của cung túc vương. Ngày 15 tháng 6 năm ấy, Trần Nhật Lễ lên ngôi, đặt niên hiệu là Đại Định, phong cung định đại vương Trần Phủ làm thái sư. Tháng 11 năm ấy, sau năm tháng lên ngôi, Trần Nhật Lễ giết hiến tử thái hoàng thái hậu trong cung vì lộ ra việc Nhật Lễ là con của kép hát, khiến thái hoàng thái hậu thất vọng, Nhật Lễ sợ thái hoàng thái hậu ra chỉ phế chất mình nên quyết định giết thái hậu trong cung. Sau đấy, Nhật Lễ chỉ rong chơi hưởng thụ, muốn đổi lại họ là họ Dương. Người tông thất và các quan đều thất vọng, bất bình, tìm mọi cách để lật đổ ngôi vua. Đêm ngày 20 tháng 9 năm 1370, các tông thất là cha con thái tể Trần Nguyên Trác Trần Nguyên Tiết và hai người con của Thiên Ninh Công Chúa đem người Tông Thất vào thành định giết Nhật Lễ. Nhật Lễ trèo qua tường, nấp dưới cầu mới. Mọi người lùng không thấy, giải tán ra về. Khi trời sắp sáng, Nhật Lễ vào cung, chia người đi bắt Nguyên Trác cùng 17 người chủ mưu và đều bị hại. Tháng 10 âm lịch năm 1370, Thái sư Trần Phủ vì có con gái làm hoàng hậu của Nhật Lễ, sợ vạ lây đến mình nên tránh ra Trấn Đà Giang tức ra hưng, ngầm hẹn với các em là cung tuyên vương kính chư túc quốc thượng hầu trần nguyên đán thiên ninh trưởng công chúa hội ở sông đại lại phủ thanh hóa để dưới quân cung tuyên vương giúp ông đảm nhận việc sắm sửa mọi vũ khí trang bị quân đội khi ấy nhật lễ chuyên dùng thiếu úy trần ngô lang mà không biết ngô lang đồng mưu với cung định đại vương mỗi khi sai quân tướng đi đánh bắt ngô lang đều bí mật bảo họ theo cung định đại vương đừng về nữa rất nhiều lần sai các quân nam bắc đi đánh đều không một ai trở về do đó quân của trần phủ trần kính mạnh thêm trước kia Cung định đại vương phủ vốn không muốn tranh giành, nên chẳng hề suy nghĩ đến chuyện lên ngôi đại thống, khiến thiên ninh công chúa phải khuyên ông, thiên hạ là thiên hạ của tổ tông mình, sao lại vứt bỏ nước cho kẻ khác. Anh phải đi đi, em sẽ đem bọn gia nô dẹp nó cho. Ông bèn ngâm một bài thơ ban cho cung tuyên vương kính trước khi ông phải lên đường. Bài thơ có nội dung như sau, vị cực sàm thâm tiện khứ quan, chắc thân độ lĩnh nhập sơn man, thất lăng hồi thủ thiên hàng lệ, vạn lý môn tâm lưỡng mấn ban, khử võ đồ tồn đường xã tắc an lưu phục đổ hán y quan minh tông sự nghiệp quân tù ký khôi phục thần kinh chỉ nhất hoàn đại việt sử ký toàn thư dịch là ngôi cả rèm nhiều mới bỏ quan né thân vượt núi tới sơn man bảy lăng ngoảnh lại châu tuôn chảy muôn dặm đau lòng tóc bạc lan diệt vũ giữ gìn đường xã tắc phò lưu lại thấy hán y quan minh tông sự nghiệp em nên nhớ thu phục thần kinh sắp khải hoàn Người đương thời đánh giá bài thơ này như một câu sấm. Vào tháng 11 cùng năm, tất cả anh em cung định đại vương phủ, cung tuyên vương kính cùng với thiên ninh công chúa dẫn quân về Kinh Thành. Vào ngày 13 tháng 11, cung định đại vương tới phủ Kiến Hưng, trước còn gọi là phủ Hiền Khánh, và đánh vào Hoàng Cung. Dương Nhật Lễ bị phế bỏ, giáng xuống làm hôn đức công. Vào ngày 15 tháng 11 năm 1370, cung định vương lên ngôi đại thống khi đã 50 tuổi, sử gọi là Trần Nghị Tông. Ông đặt niên hiệu mới là Thiệu Khánh, Đại Xá Thiên Hạ, Nghệ tông còn xưng làm Nghĩa Hoàng. Dương Nhật Lễ bị phế, lại lừa giết Trần Ngô Lang, vì vậy Trần Nghệ tông xuống lệnh cho quan quân đánh chết Nhật Lễ cùng với người con của y tên là Liễu. Sau đó, xác họ được đem đi chôn ở núi Đại Mông. Sau khi lên ngôi, thấy chính sự thời Dũ Tông suy sụp, Nghệ tông muốn khôi phục nền nếp công việc đều theo lệ cũ đời Minh Tông. Ông nói: "Triều trước dựng nước, có luật pháp, chế độ riêng" không theo quy chế của nhà Tống là vì Nam Bắc, nước nào làm chủ nước đó, không phải bắt chước nhau. Khoảng năm đại trị, bọn học trò mặt trắng được dùng, không hiểu ý nghĩa sâu xa của việc lập pháp, đem phép cũ của tổ tông đổi theo tục phương Bắc cả, như về y phục, âm nhạc. Thật không kể xiết, Nghệ Tông đã cử Nguyễn Nhiên làm hành khiển, rồi lại còn thăng cho làm tả tham ti chính sự vì Nguyễn Nhiên có công can gián ông trong lúc làm chính biến. Nguyễn Nhiên vốn là người thiếu hiểu biết về chữ nghĩa, Do đó khi khai phê giấy tờ thì Nghệ Tông thường ra lệnh cho người vẽ lại các nét chữ để nguyễn nhiên xem Năm 1371, Nghệ Tông lấy người họ ngoại là Lê Quý Ly tức Hồ Quý Ly làm khu mật viện đại sứ Quý Ly vốn có hai bà cô đều là phi tần của Minh Tông Hoàng Đế Là Minh từ quý phi mẹ của Nghệ Tông và Đôn từ quý phi sinh ra dạy Tông Vì vậy, Nghệ Tông từ khi mới lên ngôi rất tín nhiệm Quý Ly Sau đó Nghệ Tông lại đem em gái mới quá chồng là Huy Ninh Công chú gả cho Quý Ly Nói gương đời trước của nhà Trần Thường giữ chế độ Hoàng đế và Thái Thượng Hoàng cùng trị nước, Nghệ Tông Hoàng đế cũng quyết định chuẩn bị nhường ngôi và người được chọn là em trai ông, Cung Tuyên Vương Trần Kính. Tháng 4 năm Tân Hợi năm 1371, Nghệ Tông lập Cung Tuyên Vương làm Hoàng Thái Đệ, chính thức giữ ngôi vị chữ quân. Năm Thiệu Khánh thứ 3 năm 1372, ngày 9 tháng 11, Nghệ Tông Hoàng đế nhường ngôi cho Hoàng Thái Đệ và lên làm Thái Thượng Hoàng. Hoàng Thái Đệ lên ngôi tức là Trần Duệ Tông theo thông lệ thì nghệ tông thái thượng hoàng vẫn nắm giữ đại quyền nghệ tông tại vị thái thượng hoàng với tôn hiệu quang hóa anh chiết thái thượng hoàng đế đây là trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử việt nam khi quan hệ giữa hoàng đế và thái thượng hoàng chỉ là quan hệ anh em trong khi theo lẽ thường thái thượng hoàng là cha của hoàng đế từ thời nghệ tông còn tại vị chiêm thành đã mang quân cướp phá theo lời cầu cứu của mẹ dương nhật lễ nghệ tông không chống nổi phải bỏ chạy về đông ngàn quân chiêm chiếm được kinh thành thăng long đốt phá hoàng cung đã thế còn bắt bớ phụ nữ, sau đó mới thu quân về nước. Sau khi nhường ngôi cho Duệ Tông, Thượng Hoàng Nghệ Tông phó thác việc đánh chiêm cho Tân Đế. Năm 1376, Duệ Tông hăng hái đi đánh chiêm, nhưng vì chủ quan, bị mắc mưu chúa chiêm là chế bồng Nga nên bị tử trận ở thành đồ bàn. Một hoàng thân là ngự câu vương Trần Húc đã ra đầu hàng chiêm thành. Nghệ Tông lập con của Duệ Tông là Trần Hiện lên Ngôi, tức là Trần Phế Đế, còn gọi là Sương Phù Đế. Phế đế ít tuổi nên mọi việc vẫn do Thượng Hoàng Nghệ Tông quyết định. Ngày 5 tháng 5 năm 1378, người Chiêm đưa Trần Húc đã đầu hàng đến cướp phủ Nghệ An. Tháng 6 âm lịch, quân Chiêm đánh vào sông Đại Hoàng. Hành khiển Đỗ Tử Bình được sai đi chống giữ, bị thua trận, quân Chiêm liền đánh vào kinh sư, bắt người cướp của rồi rút về. Kho tàng bị quân Chiêm cướp sạch. Thượng Hoàng Nghệ Tông theo kế của Đỗ Tử Bình, bắt trước phép đánh thuế dung của nhà đường, thuế má lại nặng thêm. Hồi đầu đời nhà Trần, dẫu có thuế đinh nhưng chỉ người có dụng mới phải đóng. Đến đây, không cứ có dụng hay không, đều phải đóng cả, chỉ binh lính mới được miễn. Tháng 2 năm 1380, người chiêm xúi dục người Tân Bình, thuận hóa ra cướp Nghệ An, Diễn Châu, cướp của bắt người. Tháng 3 âm lịch, chiêm thành lại cướp Thanh Hóa. Thượng Hoàng Nghệ Tông Sai Lê Quý Ly chỉ huy quân Thủy, Đỗ Tử Bình chỉ huy quân bộ đi chống giữ. Tới tháng 5 âm lịch, quân chiêm không đánh được phải rút lui. Tháng 6 năm 1383, Chúa Chiêm Thành là Chế Bồng Nga dẫn quân đánh Đại Việt. Kinh sư Kinh Động, Thượng Hoàng Sai Lê Mật Ôn đem quân đi chống giữ. Mật Ôn bị giặc bắt sống. Thượng Hoàng Nghệ Tông chạy qua sông Đông Ngàn để lánh giặc. Khi ấy có người học trò là Nguyễn Mộng Hoa để cả áo mũ lội xuống nước kéo thuyền ngự lại. Xin Nghệ Tông ở lại đánh giặc, nhưng ông không nghe. Quân Chiêm lại cướp phá một trận nữa. Tháng 10 năm 1389, Chế Bồng Nga lại đánh lên Thanh Hóa. Người Tông lại sai Quý Ly đi chống cự, bị quân chiêm đánh thua to. Quý Ly để tí tướng Phạm Khả Vĩnh và Nguyễn Đa Phương ở lại cầm cự với giặc, còn mình thì trốn về. Ngoài mặt trận nguy cấp, Nghệ Tông sai thượng tướng quân Trần Khát Trân ra cứu. Năm 1390, Trần Khát Trân nhờ hàng tướng chiêm là ba lậu kê chỉ cho chỗ thuyền của chế bồng Nga, tập trung hỏa pháo mà bắn. Chế bồng Nga trúng đạn chết, họa chiêm thành xâm lấn mới tạm chấm dứt. Quân Đại Việt thừa thắng liền cắt lấy đầu chế bồng Nga. Khi nhận được thủ cấp của Chúa Chiêm, Thượng Hoàng Nghệ Tông vì von mình như Lưu Bang lúc nhận được thủ cấp của Hạng Vũ. Đối ngoại với nhà Minh, khi Trung Nguyên Trương mới lên ngôi, lập ra nhà Minh, Trần Dụ Tông là vị vua đầu tiên sai sứ sang cầu phòng. Nhật lễ sau đó cũng được nhà Minh thừa nhận. Tháng 3 năm 1372, sứ nhà Trần là Nguyễn Nhữ Lâm tới triều đình nhà Minh xin cầu phong. Tuy nhiên, nhà Minh cho rằng Thúc Minh tức nghệ tông cướp ngôi nhật lễ nên không đồng ý nhận phong. Sang năm 1373, nhà Minh mới đồng ý nhận phong với điều kiện Nghệ Tông tiếp tục dùng ấn triện của Nhật Lễ. Tới khi Nghệ Tông qua đời, nhà Minh vẫn có thái độ không hài lòng với việc ông đoạt ngôi Nhật Lễ. Dung túng quyền thần Đỗ Tử Bình Đỗ Tử Bình là gian thần gây ra cái chết của Duệ tông Hoàng đế. Khi chức chế bồng Nga đã dâng vàng xin tạ tội nhà Trần, Bình giấu đi làm của riêng, lại tâu bậy rằng chúa chiêm kiêu ngạo khiến Duệ tông phải thân trinh. Khi Duệ tông bị hãm ở thành đồ bàn, Bình đi hậu quân không đến cứu ứng, Lê Quý Ly cũng bỏ chạy luôn. Duệ Tông từ trận, Thượng Hoàng Nghệ Tông không hề trách cư Quý Ly, chỉ sai mang xe tủ nhốt tử bình mang về, đồ làm lính. Tuy nhiên chỉ một năm sau lại phục chức cho bình làm hành khiển, sai cùng Quý Ly đi chống chiêm. Rồi sau đó bình còn được cất nhắc làm nhập nội hành khiển tả tham chi chính sự, lính chức kinh lực xứ Lạng Giang. Năm 1382, bình chết, lại được truy tặng là thiếu bảo và được tòng tự ở Văn Miếu. Lê Quý Ly, Lê Quý Ly nhiều lần chống chiêm bại trận vẫn được trọng dụng. Sư phù đế thấy quyền bính của Quý Ly ngày một lớn, mưu trừ bỏ Quý Ly. Quý Ly bèn rèm với nghệ tông rằng không nên bỏ con mà lập cháu. Vì vậy, năm 1388, Thượng Hoàng nghệ tông phế chất và giết Dương phù đế, lập con nhỏ của mình là Trần Ngung lên ngôi, tức là Trần Thuận Tông. Một người con lớn của nghệ tông là Trang Định Vương Trần Ngạc làm chức thái úy cũng cùng các tướng dưới quyền mưu trừ Quý Ly nhưng bị lộ và bị Thượng Hoàng nghệ tông sai Nguyễn Nhân Liệt đến hỏi tội. Quý Ly đút lót nói nhân liệt đánh chết Trang Định Vương và về tâu với Thượng Hoàng Trang Định Vương làm phản. Thượng Hoàng giận mà chốt làm Mẫn Vương. Về sau, Thượng Hoàng tỉnh ngộ, truy hỏi ai đã đánh chết Mẫn Vương, nhân liệt sợ quá thất cổ chết. Tháng 10, năm 1389, Chiêm Thành và cướp Thanh Hóa, Lê Quý Ly đi đánh chống giữ. Giặc đắp ngăn Thượng Lưu Sông, quan quân đóng cọc dày đặc để chống cự. Ngày 20, giặc phục sẵn quân và voi, rồi giả vờ bỏ doanh trại rút về. Quý Ly lựa lấy quân tinh nhạy, dũng cảm, làm quân cảm tử, truy kích giặc. Thủy quân mở hàng cọc sông ra đánh, giặc liền phá đập chắn nước, tung voi trận sông ra. Lúc ấy, quân tinh nghệ dũng cảm đã đi xa rồi, quân thủy khó tiến ngược dòng, tiến lên rất khó khăn, vì thế bị thua. Tướng chỉ huy quân hữu thánh dực là Nguyễn Chí bị giặc bắt sống, 70 tướng còn lại đều bị chết trận. Lê Quý Ly thấy vậy, giao quân cho tỷ tướng là Phạm Khả Vĩnh, Nguyễn Đa Phương ở lại cầm cự với giặc, còn mình thì trốn về. Quý Ly về đến triều đình, xin phái thêm thuyền chiến châu Kiều nhưng Thượng Hoàng không cho. Quý Ly do vậy xin thôi nắm quyền cầm quân, không đi đánh nữa. Sau trận đó Nguyễn Đa Phương trở về, công khai chê lê Quý Ly là bất tài. Quý Ly căm tức, nói với Thượng Hoàng rằng trận thua này là do nghe lời Đa Phương. Nghệ Tông bèn cách trước Phương. Quý Ly lại bảo Thượng Hoàng nên giết Phương vì sợ Phương đi hàng giặc. Thượng Hoàng bèn ép Phương tự vẫn. Tháng 2, năm 1392, tôn thất Trần Nhật Trương mưu giết Quý Ly, nhưng Thượng Hoàng cho là Nhật Trương có lòng khác, bèn giết Nhật Trương. Quyền hành của Quý Ly quá lớn, nhiều người lo lắng cho cơ nghiệp nhà Trần. Tháng 4 cùng năm, Bùi Mộng Hoa dâng thư lên Thượng Hoàng Người Tông, đại ý nói, thần nghe trẻ con có câu hát rằng, thâm hiểm thay thái sư họ Lê. Xem thế, Lê Quý Ly nhất định có ý dòng ngó ngôi báo. Thượng Hoàng xem tờ tâu rồi, lại đưa cho Quý Ly xem. Sau này Quý Ly chuyên chính, mộng hoa phải ẩn lánh không ra nữa. Mùa xuân, năm 1394, Thượng Hoàng tuổi cao sức yếu, biết Lê Quý Ly có ý lấy ngôi nhà Trần. Nên sai thợ vẽ tranh những đại thần nêu tấm gương phò quân vương lúc còn nhỏ mà không mang lòng dạ cướp ngôi của đời trước, như Chu Công giúp Chu Thành Vương, Hoác Quang giúp Hán Chiêu Đế, Gia Cát Lượng giúp Tục Hán Hậu Chúa, Tô Hiến Thành giúp Lý Cao Tông, gọi là tranh tứ phụ, ban cho Lê Quý Ly, để giúp thuận Tông Hoàng Đế cũng nên như thế. Quý Ly dập đầu nhận lấy. Tới khi Thượng Hoàng bệnh nặng, lại theo lối lưu bị thư lòng ra cát lượng, nói với Quý Ly rằng, Bình chương là họ thân thích nhà vua, mọi việc nước nhà để trao cho khanh cả. Nay thế nước suy yếu, chấm thì già nua. Sau khi chấm chết, quan gia nếu giúp được thì giúp, nếu hèn kém ngu muội thì khanh cứ tự nhận lấy ngôi vua. Quý Ly cũng làm hệt như ra cát lượng, dập đầu khóc lóc từ tạ, chỉ trời vạch đất thể rằng, nếu thần không biết dốc lòng chung, hết sức giúp quan gia để truyền đến con cháu về sau thì trời sẽ ghét bỏ thần. Mộng thấy Duệ Tông Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tháng 3 năm 1394, Thượng Hoàng Chiêm Bao thấy Trần Duệ Tông đem quân đến và đọc bài thơ như sau. Trung gian duy hữu xích chỉ hầu, ân cần tiếm thượng bạch kê lâu. Khẩu vương sĩ định hưng vong sự, bất tại tiền đầu tại hậu đầu. Dịch là, ở giữa chỉ có loài mỏ đỏ, lam le lấn lên lầu gà trắng. Khẩu vương đã định việc hưng vong, không ở trước mà ở về sau. Thượng Hoàng tự mình chết tự đoán là xích chỉ miệng đỏ ám chỉ quý ly. Bạch kê gà trắng là nghệ tông vì ông tuổi tân dậu 1321. Khẩu vương thì chữ khẩu và chữ vương ghép lại là chữ quốc. Việc nước còn hay mất sau sẽ thấy. Nghệ tông tự đoán biết ngày sau mình qua đời nhà Trần sẽ mất nước. Ngày 15 tháng 12 năm Ất Hợi 1395, Trần Nghệ Tông băng hà tại Tầm Điện, thọ 75 tuổi, được táng vào Nguyên Lăng ở Yên Sinh. Ông được dâng miếu hiệu là Nghệ Tông, Thụy Hiệu là thể thiên kiến cực thuần hiếu hoàng đế. Người tông hoàng đế tại vị trong 3 năm, làm thái thượng hoàng trong 22 năm. 6 năm sau, Lê Quý Ly giết Trần Thuận Tông và phế Trần Thiếu Đế, cướp ngôi nhà Trần, lập ra nhà Hồ. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngô Sĩ Liên nhận định về Trần Nghệ Tông như sau. Nghệ Tông tính trời hòa nhã, giữ lòng kính cẩn, lo sợ. Nhưng uy vũ không đủ để đánh lui giặc ngoài, sáng suốt không đủ để phân biệt lời dèm, có một trần nguyên đán mà không biết dùng lại ra việc nước cho người họ ngoại, khiến xã tắc nhà Trần đi đến sụp đổ, thực là đằng trước có kẻ xiểm nịnh mà không thấy, đằng sau có giặc cướp mà không hay. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng có lời bàn về vua Trần Nghị Tông, vua dẹp yên được tai nạn bên trong, khôi phục được cửa đầu to lớn, công nghiệp lớn lao, sáng lỏa vũ trụ. Sau công kính kiệm ước thì có thừa mà cương nghị, quyết đoán lại không đủ, bên ngoài thì quân giặc xâm phạm kinh kỳ, bên trong thì gian thần ngấp nghề ngôi báo. xã tắc suy mòn, rồi đến diệt vong. Trần Trọng Kim phê phán Nghệ Tông trong Việt Nam xử lược. Nghệ Tông vốn tin tưởng và gửi gắm cơ nghiệp vào Duệ Tông mạnh mẽ, vậy mà khi Duệ Tông chết, những kẻ có trách nhiệm trực tiếp, trong đó có Quy Ly, lại không hề hấn gì. Đáng ngạc nhiên hơn, chính Quý Ly bất tài chống giặc lại được thay thế vai trò rừng cột của dậy Tông trong triều. Nghệ Tông từng thương Duệ Tông đến mức khi em chết bèn lập cháu lên thay, nhưng sao chỉ vì lời dối bẩy của Quý Ly mà giết cả cháu, hẳn khi đó trong lòng nghệ tông không còn tưởng nhớ em trai của mình nữa những hoàng đế vì ham sắc đẹp yêu thương phi tần mà phía bỏ hoặc giết con lớn trong lịch sử không hiếm và hành động đó không có gì khó hiểu lê quý ly có thể dèm pha để giết tướng nguyễn đa phương vì đố kỵ ganh ghét cũng không có gì là khó hiểu nhưng khi nghệ tông tin theo lời một đại thần họ ngoại mà giết tông thất giết cháu ruột rồi giết cả con ruột thì lòng tin đã đến mức u mê nhiều việc làm của nghệ tông không khác gì dọn đường cho quý ly cướp ngôi con cháu mình trần nghệ tông vị quân chủ vừa có công khôi phục nhà trần từ tay dương nhật lễ trên danh nghĩa lại vừa có tội làm mất nhà trần trên thực tế